Chiều qua tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa 11. Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Nhân dân chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa 11 đã bỏ phiếu thống nhất để ông Đoàn Minh Huấn thôi chức vụ trong Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa 11 để nhận công tác mới. Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung thảo luận cơ bản thống nhất đối với dự thảo báo cáo kết quả hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam năm 2023 và quý 1 năm 2024. Trong đó, Ban Thường vụ mà trực tiếp là Thường trực Hội tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo hoạt động hội hướng về cơ sở, có trọng tâm, trọng điểm, sát thực tế để kịp thời nắm bắt điều kiện hoạt động của các cấp hội và cơ quan trung ương hội, giúp công tác chỉ đạo thực sự có hiệu quả. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã có nhiều ý kiến đóng góp xoay quanh các điểm mới của Hội báo toàn quốc 2024, những khó khăn vướng mắc trong tổ chức hoạt động tại các hội nhà báo địa phương, cũng như những vướng mắc trong thực hiện cơ chế đặt hàng truyền thông chính sách. Để khắc phục những khó khăn này, nhiều cơ quan báo đài địa phương mong muốn Hội Nhà báo Việt Nam có đề xuất, kiến nghị chấm điểm truyền thông chính sách thông qua việc lồng ghép trong cải cách hành chính. Các kiến nghị đề xuất tại hội nghị đã được Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh giải đáp, đồng thời tiếp thu, ghi nhận và báo cáo lên cấp trên để tháo gỡ.